Chào mừng quý vị khán giả đang cùng đến với tiểu mục đối thoại của chương trình Vững Bước Tương Lai. Thưa quý vị, có thể nói chuyển dịch năng lượng là một xu hướng chung của xã hội và cũng đang là một quy luật tất yếu ở trên toàn cầu. Thì một trong những điều rất quan trọng là chúng ta phải đào tạo được một nguồn nhân lực chất lượng cao và có trình độ để có thể đổi mới được công nghệ trong lĩnh vực này. Và ngày hôm nay trong tiểu mục đối thoại của Vững Bước Tương Lai, chúng tôi đã mời đến trường quay một vị khách mời có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để có thể chia sẻ cụ thể hơn cho quý vị khán giả. Xin được giới thiệu anh Trần Văn Sơn là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lightech Việt Nam sẽ chia sẻ với chúng ta xoay quanh chủ đề bức thiết nhu cầu nguồn nhân lực ngành năng lượng tái tạo. Dạ, xin chào anh Sơn ạ. Vâng, xin chào Khánh Tường, xin chào toàn thể quý vị khán giả. Dạ, nhắc đến năng lượng tái tạo thì Khánh Tường nghĩ là cũng không có quá xa lạ với tất cả mọi người. Tuy nhiên, nghề nghiệp ở trong lĩnh vực này diễn ra cụ thể như thế nào thì có thể là nhiều khán giả vẫn chưa hình dung được. Chắc là em sẽ nhờ anh Sơn chia sẻ cho quý vị khán giả được không ạ? Ngành năng lượng tái tạo hay là còn gọi là năng lượng sạch. Đây là một nguồn năng lượng từ thiên nhiên hay là các quy trình biến đổi tự nhiên nào đó được hình thành liên tục, bao gồm là năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thủy điện, năng lượng sinh khối hay là còn gọi là năng lượng sinh học, điện nhiệt và năng lượng biển. Đây là những nguồn năng lượng mà chúng ta thường được coi là cái nguồn năng lượng tương lai, nhưng trên thực tế thì con người đã sử dụng cái nguồn năng lượng này từ rất là lâu rồi. Tôi lấy ví dụ như là gió thì chúng ta sử dụng cho cái việc di chuyển như là thuyền bè. Trong cái thời giai đoạn đó thì chúng ta mới chỉ sử dụng cái nguồn nhiên liệu này. Nó chưa đáp ứng được các cái nhu cầu như là cái phát triển cái nền kinh tế. Do đó thì 500 năm trước chúng ta đã chuyển sang sử dụng cái nguồn năng lượng nhanh hơn, nó rẻ hơn, nhưng nó lại vô cùng là bẩn. Nhiều ô nhiễm và nó cũng không có thể tái tạo được như là than đá hay là dầu mỏ. Và ngày nay thì chúng ta đã có những cái công nghệ, chúng ta đã nghiên cứu ra những cái công nghệ, những cái giải pháp, các cái thiết bị và những cái ứng dụng trong ngành để khai thác nguồn năng lượng này. Và chính vì nó đa dạng như vậy cho nên là anh Sơn có thể cho em biết một cái ví dụ cụ thể nào đó về những cái đầu việc á, tức là một người làm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo thì những công việc mà họ làm á, thì thường sẽ là những đầu việc như thế nào? Trong cái khảo sát việc làm năm 2020, chúng ta có 4 cái ngành mũi nhọn trong ngành năng lượng tái tạo, bao gồm là năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thủy điện và năng lượng sinh học. Thì 4 cái ngành mũi nhọn này thì đã tạo ra khoảng 11,5 triệu việc làm trong năm 2019. Với các cái ngành như là nghiên cứu về công nghệ, về thiết bị sản xuất, các cái thiết bị khai thác năng lượng và lưu trữ và chuyển đổi năng lượng. Ngoài ra thì dịch vụ thì có chúng ta là tư vấn bán hàng, tư vấn lắp đặt và tư vấn tài chính cái hệ thống lắp đặt năng lượng tái tạo. Ngành tiếp theo đó là cái ngành lắp đặt và thi công. Bao quát là thấy là có 4 ngành thôi, nhưng trên thực tế thì nó được chia ra thành nhiều mảng nghề nghiệp và cái việc làm khác nhau. Theo quan điểm của tôi thì tôi chia ra thành 7 cái nhóm việc làm khác nhau. Như là cái nhóm thứ nhất là nhóm nghiên cứu, nhóm thứ hai là nhóm sản xuất, cái nhóm thứ ba là nhóm lắp đặt vận hành, nhóm thứ tư là cái nhóm tư vấn, và nhóm thứ năm là cái nhóm về bảo trì bảo dưỡng, và nhóm thứ sáu là cái nhóm mà hậu cần hỗ trợ trong cái việc vận chuyển lắp đặt các hệ thống, và nhóm thứ bảy là cái nhóm xuất khẩu nguồn lao động có tay nghề. Đó là những cái công việc làm cụ thể của cái ngành năng lượng tái tạo. Thì em cũng rất là thắc mắc là với điện tái tạo thì nó đang có cái triển vọng như thế nào, và có một cái cột mốc nữa mà em cũng muốn nhắc đến, đó là chính là quy hoạch điện 8 thì nó có gắn liền với cái sự kiện này hay không thưa anh? Lightech Việt Nam hoạt động chính trong cái lĩnh vực năng lượng mặt trời và các cái thiết bị năng lượng tái tạo. Do vậy với cái quy hoạch điện 8 thì chúng ta để hiểu hơn về cái mảng nghề nghiệp. Trong cái quy hoạch điện 8 có hai cái điểm chính đáng chú ý chính. Cái thứ nhất là về cái quy hoạch điện 8 từ 2021 đến 2030 sẽ có 50% các ngôi nhà, cơ quan, công sở và 50% hộ dân sẽ sử dụng hệ thống điện mặt trời tự sản xuất và tự tiêu thụ, hay là chúng ta có thể gọi ngắn là hệ thống điện áp mái sử dụng tại chỗ mà không đẩy lên hệ thống điện lưới quốc gia. Để đáp ứng mong muốn phát triển về cái thị trường điện theo cái quy hoạch trong giai đoạn từ 2021 đến 2030 thì ước tính tổng số vốn đầu tư và phát triển cái lưới điện và truyền tải điện của chúng ta vào khoảng là 134,7 tỷ USD, và sẽ được tăng lên là 399,2 đến 523,1 tỷ USD giai đoạn từ 2030 đến 2050. Trong đó thì đầu tư nguồn điện đã chiếm khoảng 364,4 đến 511,2 tỷ USD, lưới điện và truyền tải khoảng là 34,8 đến 38,6 tỷ USD, và sẽ được chuẩn xác hơn trong các quy hoạch tiếp theo. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là từ nay đến năm 2050 thì mỗi một năm chúng ta sẽ ước tính chúng ta sẽ phải đầu tư khoảng 13 tỷ USD cho nguồn điện. Chúng ta đã có chính sách, chúng ta đã có được cái thị trường. Giả sử chúng ta có nguồn vốn thì cái mảng ghép cuối cùng của chúng ta chính là nguồn nhân lực. Tôi lấy ví dụ một công trình
điện mặt trời hộ gia đình sử dụng tại chỗ có lưu trữ, chúng ta đầu tư khoảng 100 triệu cho một cái hóa đơn tiền điện khoảng 1 triệu thì chúng ta mất khoảng 4 lao động lành nghề làm việc liên tục trong vòng 3 ngày. Dạ, vậy thì ở góc độ của anh có thể cho thấy là hiện tại bây giờ cái lợi thế đào tạo tại Việt Nam của mình ở trong lĩnh vực này cũng như là thực trạng về công việc nó đang diễn ra như thế nào, nó có được như kỳ vọng của chúng ta không ạ? Với góc độ đào tạo thì theo tôi được biết ý, hiện tại thì Việt Nam chúng ta có một số các trường đại học đã tham gia vào cái thị trường đào tạo ngành năng lượng tái tạo này. Tôi lấy ví dụ như là trường đại học khoa học và công nghệ, trường đại học Việt Pháp, hay là trường đại học Bách khoa Hà Nội, trường đại học Điện lực, trường đại học Khoa học và Tự nhiên, hay là trường đại học Thủy lợi, trường đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và trường đại học Cần Thơ. Thì mỗi năm đều có những các phương án tuyển sinh khá đa dạng. Tuy nhiên là với cái sự lon trẻ và kéo hấp dẫn của ngành này nên là các bạn sinh viên là chưa sự quan tâm và theo học cái ngành này. Chính vì thế dù Việt Nam chúng ta có khoảng 460 trường đại học và cao đẳng trên cả nước, nhưng những trường tham gia vào đào tạo và nguồn nhân lực này thì chúng ta cũng có thể tính bằng trên đầu ngón tay mà thôi. Yeah. Lượng sinh viên tham gia còn khá là hạn chế, do đó thì còn rất là nhiều việc mà chúng ta cần phải làm để thu hút người học và nâng cao năng lực đào tạo theo đúng yêu cầu của thị trường. Tôi lấy ví dụ như là điện và điện mặt trời thôi. Trên cái ngành mà chúng tôi kinh doanh, với cái ngành năng lượng mặt trời, điện mặt trời thì chúng ta chưa có một cái đơn vị mạnh trong cái việc sản xuất các thiết bị, mà chúng ta chỉ tham gia trên cái lĩnh vực là lắp ráp và vận hành mà thôi. Do vậy mà cái nhu cầu về cái nguồn nhân lực mà tham gia trong việc nghiên cứu sản xuất trong cái ngành năng lượng này thì còn rất là lớn. Ở nhiều nhóm ngành nghề khác thì có một thực trạng mà chúng ta thấy rất là rõ ở các bạn sinh viên sau khi ra trường luôn là thực trạng thất nghiệp vẫn diễn ra. Thì em không biết là với nhu cầu rất là cao như vậy của nguồn năng lượng tái tạo thì mình có xảy ra cái thực trạng này với các bạn ở trong lĩnh vực của mình không ạ? Theo quan điểm của tôi thì cái việc này nó rất khó có thể xảy ra, bởi vì theo như quy hoạch điện 8 tầm nhìn đến năm 2050 thì chúng ta có 30 năm cần cái nguồn nhân lực rất là lớn, mà chúng ta có thể thấy rằng là rất là rõ về điều đấy. Cái ngành năng lượng tái tạo chúng ta còn rất là rộng. Thứ hai, theo đánh giá của tôi thì ít nhất chúng ta cần phải từ 3 đến 5 năm tới thì chúng ta mới hoàn thiện được cái mô hình đào tạo này ở Việt Nam. Thứ ba là nó không như là các cái ngành đào tạo khác như là ngành quản trị, kinh doanh hay là ngành du lịch. Do vậy mà cái tự chọn lọc đầu vào nó sẽ rất là lớn. Cái thứ tư là về viễn cảnh của thị trường sau những năm 2050 thì cái nhu cầu cũng như là cái xu hướng của nền sản xuất thế giới là xanh, sạch, bền vững, tiết kiệm. Trong cái xu hướng này thì cái chuyển đổi năng lượng là cái hoạt động dẫn đầu, nên nếu các bạn theo học nghiêm túc thì rất khó có thể bị thất nghiệp. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm về chiến lược của anh ở trong thời gian sắp tới này, công ty của mình định hướng như thế nào về thị trường lao động cũng như là về nhân sự tương lai nữa để đáp ứng được nhu cầu của thị trường ạ? Vâng, Lightech rất quan tâm và đã có những bước chuẩn bị rất là kỹ khi mà tham gia trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Như là Khánh Tường cũng như là quý vị khán giả biết là đầu tư cho một hệ thống điện mặt trời thì phần lớn kinh phí đầu tư là tấm quang lăng cũng như là biến inverter, bộ biến tần và pin lưu trữ. Còn cái công lắp đặt và vận hành nó chỉ chiếm 10 đến 16%. Do vậy nếu như chúng ta không tham gia vào cái lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất những thiết bị thì chúng ta sẽ rất khó có thể là phát triển. Do đó thì Lightech đã có những các cái làm việc với các cái nhà sản xuất biến tần cũng như là pin lưu trữ về cái việc đào tạo cũng như là hướng dẫn kỹ thuật, cập nhật cái tiến bộ công nghệ. Có thể nói là chúng tôi đã chuẩn bị những cái cơ sở cụ thể cho cái việc đào tạo liên tục để đáp ứng cái mọi cái nhu cầu của thị trường. Với cái điều kiện này thì chúng tôi sẵn sàng phối hợp với các đơn vị đào tạo để tham gia trong cái việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường. Nhưng nếu như bây giờ là một người nào đó muốn tham gia vào lĩnh vực năng lượng tái tạo thì ở góc độ của anh thì anh nghĩ là họ cần có những cái yếu tố gì để có thể tham gia vào được lĩnh vực này? Với các bạn là sinh viên mà muốn tham gia trong cái ngành lĩnh vực năng lượng tái tạo thì trước hết các bạn là cần có cái sức khỏe. Thứ hai là về cái tính tỉ mỉ và kiên trì. Cái điều này nó rất là quan trọng, bởi vì với một cái ngành, khối ngành kỹ thuật thì các bạn cần phải kiên trì. Và cái điểm thứ ba là các bạn cái học vấn. Học vấn của các bạn cần phải trao dồi những kiến thức rộng hơn. Cái cơ bản là tiếng Anh và toán rồi đến lý. Đấy là những môn mà các bạn cần phải theo học. Tất cả những các cái ngành nào cũng vậy.
khi các bạn muốn tham gia thì các bạn cần phải hiểu được rằng là cái ngành này đặc thù của cái ngành thì chúng ta mới bước vào tham gia để mà thuận tiện những bước tiến tiếp theo công việc của mình. Ngày hôm nay thì Khánh Tường thay mặt những người thực hiện chương trình cảm ơn anh Sơn rất là nhiều đã dành thời gian đến với Vững Bước Tương Lai và đã giúp cho quý vị khán giả có thể hình dung được bức tranh tổng thể về ngành năng lượng tái tạo tại Việt Nam của mình cũng như là nhu cầu bức thiết về nhân sự diễn ra sao. Còn bây giờ thì Khánh Tường xin được gửi lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Mời quý vị sẽ cùng đến với những tiểu mục tiếp theo của chương trình.